Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách làm bonsai hoa 10 giờ từ những thanh kẽm nhỏ, giúp các bạn có được những cây bonsai đẹp tại nhà với một cách làm vô cùng đơn giản và dễ. Mời các bạn cùng xem cách làm của mình. Các bạn dùng 6 sợi kẽm nhỏ, chiều dài khoảng 2 gang tay. Sau đó, các bạn dùng 2 kìm, một kìm giữ và một kìm các bạn xoắn các sợi kẽm lại. Và phần này các bạn bẻ ra để tạo chân đế. Và sau đó chúng ta dùng băng keo đen quấn lại. Đến một đoạn, các bạn kéo một sợi kẽm xuống và chúng ta lại quấn tiếp. Các bạn lại kéo sợi kẽm xuống. Rất dễ phải không các bạn? Chúng ta lại kéo sợi kẽm xuống và các bạn lại quấn tiếp. Còn sợi kẽm này nữa là xong. Sau đó các bạn dùng cán thúc vít, chúng ta bẻ cong các sợi kẽm lại để tạo giá đỡ vững chắc cho tán cây bonsai. Bây giờ là tạo hình, thì các bạn bẻ cong từng sợi kẽm theo hướng lên trên giống như mình. Với kẽm, các bạn có thể tự tạo cho riêng mình những dáng bonsai nào mà các bạn yêu thích nhất. Và bây giờ phần tạo hình đã xong, rất đơn giản phải không các bạn? Sau đó các bạn chuẩn bị 6 khóm hoa 10 giờ nhiều màu. Chúng ta bỏ lá và chỉ giữ lại phần thân. Và các bạn lần lượt cho từng khóm hoa 10 giờ vào phần khung kẽm. Xong, dùng dây rút cột cố định lại. Và các bạn cho khóm thứ hai vào. Chúng ta cũng dùng dây rút cột cố định lại. Các bạn cột dây rút cho nhẹ tay vì hoa 10 giờ rất giòn và dễ gãy. Và khóm thứ tư vào. Các bạn cũng dùng dây rút cột cố định lại luôn. Phần thân các bạn cũng cột cố định lại. Và khóm thứ năm. Rất đơn giản và dễ phải không các bạn? Và bây giờ là khóm cuối cùng. Các bạn cho vào phần khung kẽm và chúng ta dùng dây rút cột cố định lại. Còn phần thân như thế này, các bạn cũng cột cố định lại hết những vị trí trên đây. Và sau đó dùng kéo cắt bỏ phần thừa của dây. Và phần gốc chúng ta cắt cho gọn lại. Phần tán cây, những nhánh quá dài, các bạn cũng cắt tỉa cho gọn gàng lại. Và bây giờ là chúng ta đã tạo hình xong cây bonsai rồi đó các bạn. Các bạn chuẩn bị sẵn một chậu thốt nước tốt như thế này để chúng ta trồng. Và các bạn cho đất trồng vào. Và sau đó chúng ta đặt cây bonsai vào. Các bạn cho thêm chất trồng và chỉnh sửa lại. Sau đó chúng ta dùng những cây hoa 10 giờ nhỏ, các bạn trồng trang trí trên mặt chậu để giúp cho chậu cây của chúng ta đẹp hơn. Rất đơn giản và dễ phải không các bạn? Xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Sau khi trồng xong, các bạn tưới nước cho chậu cây. Và chúng ta để chậu cây ở nơi mát có ánh sáng từ 3 tới 5 ngày. Khi các bạn thấy những cây hoa 10 giờ mà nó phục hồi tốt thì các bạn sẽ cho cây ra nắng và chúng ta chăm sóc bình thường. Và sau 3 tuần tiếp theo, cây bonsai hoa 10 giờ đã rất phát triển. Những nhánh trên hoa 10 giờ đã dài ra. Và đến giai đoạn này, chúng ta sẽ tiến hành cắt tỉa lại. Những cây con như thế này, các bạn cắt bỏ để giúp cho cây bonsai giữ dáng. Hoa 10 giờ phát triển rất mạnh. Do đó khi chúng ta cắt tỉa như thế này, cây sẽ giữ dáng và sẽ đẹp hơn. Sau đó các bạn dùng những sợi kẽm nhỏ như thế này, chúng ta sẽ uốn từng nhánh hoa 10 giờ lại. Tất cả những nhánh hoa 10 giờ các bạn đều uốn giống như vậy nha. Sau khi đã uốn xong thì các bạn uốn lại từng nhánh hoa 10 giờ theo hình tròn giống như mình. Sau đó chúng ta sẽ cắt tỉa cho gọn lại. Và bây giờ đã xong rồi đó các bạn. Rất đơn giản. Sau 3 tuần tiếp theo, cây bonsai hoa 10 giờ có dáng rất đẹp
tán cây phân bố rất đều và hài hòa. Trên từng tán cây có bông hoa đầu tiên đã nở. Cây phát triển rất tốt. Và đối với hoa 10 giờ, khi cây đã phát triển như thế này, các bạn sẽ tiếp tục cắt tỉa. Và chúng ta cắt tỉa theo hình tròn để giúp cho tán cây dày hơn, sẽ có nhiều nụ hoa và hoa nở sẽ nhiều hơn nha các bạn. Sau khi cắt tỉa xong, cây bonsai đã có dáng rất đẹp. Thì trong quá trình trồng hoa 10 giờ làm bonsai như thế này, các bạn nên cắt tỉa để giúp cho cây có dáng đẹp hơn. Và chúng ta chờ vào những tuần kế tiếp, các bạn sẽ được xem cây bonsai hoa 10 giờ như thế này, nở hoa đẹp rực rỡ hơn. Đây là thành quả đạt được sau 3 tuần tiếp theo. Cây bonsai hoa 10 giờ đã nở hoa, màu hoa rất tươi và đẹp. Đối với bonsai hoa 10 giờ, các bạn nên trồng nhiều màu, sẽ giúp cho cây bonsai có dáng đẹp và hoa nở sẽ rực rỡ, nhiều màu sắc hơn. Rất tuyệt vời. Và khi cây đã có hoa và phát triển tốt, các bạn nhớ để cây ngoài nắng, sẽ giúp cho hoa nở đậm màu và đẹp hơn. Khi trồng bonsai như thế này, chúng ta nên ưu tiên dùng phân hữu cơ để bón cho cây. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách làm bonsai hoa 10 giờ từ những cây kẽm nhỏ ra hoa rất đẹp, một cách làm đơn giản. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.